bọc thép, kính chống đạn, tài xế riêng. Nguyên thủ các nước thường xuất hiện bên những chiếc xe sang bậc nhất. Còn với cựu tổng thống Uruguay Mujica, đây lại là người bạn trên mọi nẻo đường. Chiếc xe đời cũ 30 tuổi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, tôi không muốn phức tạp nó lên. Tôi không bảo là mọi người phải quay lại thời kỳ đồ đá hay là giống như tôi. Chỉ là đừng quá chạy theo những điều phù phiếm. Để dinh thự xa hoa của mình cho người vô gia cư tá túc, ông lui về sống tại căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Đây là chỗ làm việc của ông ấy. Đây là nhà bếp. Nếu cần tiếp khách thì chúng tôi sang mượn lò nướng của hàng xóm. Việc nhà thì chia đều, ông ấy cho chó ăn. Sau bữa cơm mà tôi vội đi đâu thì ông ấy sẽ rửa bát. Hàng tháng, 90% thu nhập của Mujica đều đặn được gửi cho các tổ chức từ thiện. Nếu cần đi xa, ông cũng chỉ chọn mua vé máy bay hạng phổ thông. Thế nhưng Mujica không hề nghĩ mình nghèo. Tổng thống nghèo nhất thế giới, họ gọi tôi thế nhưng tôi không cảm thấy vậy. Tôi giàu tự do vì không phải khư khư giữ tài sản. Năm 2013, Uruguay trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trồng trọt và buôn bán cần sa ở mức giới hạn. Chính sách này giúp Uruguay giám sát việc sản xuất chất gây nghiện. Nếu tôi ban hành lệnh cấm, chắc chắn họ sẽ vẫn chọn con đường phạm pháp. Những thứ bị cấm thường rất thu hút mà. Cựu Tổng thống Mujica cũng cho phép hôn nhân đồng tính và phá thai trong điều kiện nhất định. Theo ông, cuộc sống của nhiều người sẽ an toàn hơn nếu họ không phải phá thai hay kết hôn một cách giấu giếm. Mujica khiến nhân dân tin tưởng vào các chính sách, bởi các chính sách ấy luôn vì lợi ích của họ đầu tiên. Thế giới cần thêm nhiều chính trị gia như vậy. Mujica chấp nhận cho những người từng là tù nhân trong nhà tù khét tiếng Guantanamo của Mỹ được lưu trú tại Uruguay theo diện tị nạn để họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Và có lẽ cũng hiếm có một quốc gia nào mà Tổng thống lại cho người lạ đi nhờ xe như ở Uruguay. Năm ngoái, một thanh niên Uruguay đã hào hứng khoe lên mạng xã hội về việc anh được ông Mujica cho đi nhờ giữa đường. Chúng tôi xin đi nhờ mãi, nhưng chẳng ai dừng lại. Cuối cùng mới có một chiếc xe đỗ trước mặt. Thật bất ngờ, đó là gia đình Tổng thống Mujica. Quyền lực không thể cải biến một con người, nó chỉ có thể khiến họ bộc lộ bản chất vốn có. Tự do chính là sử dụng đại bộ phận thời gian của bản thân vào việc yêu thương chân thành mọi sự vật trên đời. Những chính trị gia thích tiền quá thì nên rơi khỏi chính trường. Không phải họ bị phạt vì thích tiền. Ý tôi là họ nên hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, tài chính thì sẽ phát triển được bản thân hơn.